Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần mềm tạo video hoạt hình rất là sinh động, một cái phần mềm online. Mình không cần phải tải cái phần mềm này về. Thì đầu tiên là bạn vào cái bạn đánh cái chữ cái tên của phần mềm ấy, đó là bitable. Đây. .com, bạn đánh cái dòng chữ này. Vào. Đây là tên của cái phần mềm đó. Enter. Thì để tạo một cái video thì bạn nên đăng ký một cái tài khoản miễn phí. Đây, bạn đăng ký một cái tài khoản miễn phí. Ví dụ như này, bạn click vào đó để đăng ký một tài khoản. Thì ở đây là vì mình đã đăng nhập trước đó rồi, nên khi mình click vào thì nó vào luôn tài khoản của mình. Còn nếu chưa có thì các bạn đăng ký. Cái việc đăng ký nó rất là dễ, nó chỉ có việc là bạn điền tên với lại email với mật khẩu thôi, rồi ấn vào cái nút đăng ký là được. Bạn có thể đăng ký bằng Facebook hoặc là bằng tài khoản Google. Còn ở đây là mình đăng ký bằng mình tự đăng ký bằng Gmail của mình. Thì sau khi đăng ký thì đây là cái giao diện của nó. Thì ở đây là vì nó là cái tài khoản của mình nên là ở đây nó có một vài cái video mà mình đã tạo ra ở trước đó. Thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem thử một cái video mà mình làm, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là một video mà mình mới tạo được, mới tạo xong, và mình tạo nó ở trên điện thoại. Thì cái video này mình tạo ở trên điện thoại, cái phần mềm này các bạn hoàn toàn vào điện thoại. Ở trên điện thoại ấy, mình vào bằng Google Chrome ấy, thì giao diện hoàn toàn là tiếng Việt, nó còn dễ hơn là ở đây. Thì tạo rất là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái video như vậy. Thì ở đây bạn vào cái chữ Create a new video để tạo bạn. Ấn vào, nếu mà tạo trên điện thoại ấy, hoàn toàn là tiếng Việt, bạn cứ làm theo cái chữ hướng dẫn của họ thôi. Bạn click vào, thì ở đây là nó có rất là nhiều gợi ý về bối cảnh cho bạn. Thì ví dụ ở đây, đây, thì ở đây nó có một vài cái gợi ý, như là bạn có thể tự tra những cái từ điển tiếng Anh này. Ở đây là khái niệm giả. Giải thích, rồi là sản phẩm, rồi chia sẻ. Đấy, bạn tùy, bạn có thể chọn một cái. Bên này cũng thế, bạn cũng chọn một cái tương ứng. Ví dụ như là khái niệm. Đây là, ví dụ mình chọn như thế thì tùy thôi. Cái này, bên này cũng thế. À đâu, cái này là khái niệm này. Cái này là công việc kinh doanh. Cái này là sản phẩm. Cái này là cách để làm một cái gì đó. Cái này là dịch vụ. À, thế mình thử nha, mình thử chọn ở đây là giải thích một khái niệm chẳng hạn. Nếu tìm, sau đó ấn vào cái nút này, nó sẽ gợi ý cho bạn. Thực ra thì cái này cũng không cần thiết, bởi vì cái này bạn có thể sử dụng cái gợi ý của họ, hoặc bạn cũng không nhất thiết phải dùng cái gợi ý của họ. Trong quá trình làm mình không thích thì mình có thể xóa cái cảnh đó đi và thay vào cái cảnh của chính bạn tạo ra. Thì ở đây nếu bạn chọn thì có nghĩa là bạn chọn một cái mẫu nào đó thì nó có sẵn những cái cảnh và bạn có thể sử dụng cái cảnh của họ, hoặc có thể thêm bớt đấy, hoặc là bạn có thể bắt đầu mới hoàn toàn ở đây. Ví dụ ở đây bắt đầu từ một cái mới chẳng hạn, đấy, mình đánh dấu cộng vào và nó bảo mình ghi một tiêu đề. Ví dụ mình ghi tiêu đề là tạo video về bản thân mình chẳng hạn, tức là giới thiệu bản thân.
tên của cái video đấy. Thì ở đây nó đưa cho bạn một vài cái cảnh bạn sử dụng trong video, có rất là nhiều ấy này. Đấy, bạn tùy chọn, ví dụ như đề tài bạn làm về cái gì thì bạn sẽ chọn cái cảnh phù hợp với lại nó. Đây, ví dụ mình giới thiệu về bản thân, mình chọn cái này đi. Mình chọn. Ở trong cái này thì nó cũng có rất là nhiều những cái cảnh liên quan đến cái chủ đề này. Ví dụ mình sẽ chọn một cái như này. Đấy thì tí mà. Rồi, đến đây thì ví dụ ở đây mình có thể chèn một cái văn bản nào đó. Ví dụ xin chào các bạn, mình là Hiền. Rồi, ở đây thì cái số ký tự nó cho phép tối đa là 80. Rồi, ở đây thì bạn có thể chọn cái kiểu chữ cho nó. Ví dụ mình chọn kiểu chữ này. Rồi, sau đó thì bạn thêm bối cảnh tương tự như thế, lại tiếp tục làm thêm một cái cảnh khác bằng cách là click vào cái dấu cộng đây, có hai cái chỗ này, bạn có thể click ở trên này và lại đi lựa chọn một cái cảnh khác. Ví dụ mình không thích những cảnh này nữa thì mình quay trở lại và tìm những cái cảnh khác. Nó có rất là nhiều, vì đây là cái phần mềm này, cái lợi thế của nó là tạo ra các video hoạt hình. Còn có rất là nhiều phần mềm làm video, nhưng mà đây là phần mềm để tạo ra các cái video hoạt hình rất là sinh động và nhanh. Đấy thì bây giờ ví dụ mình chọn cái cảnh này, mình tham khảo xem nó là cái gì. Đấy thì nó như này, ví dụ như thế. Thì đây mình chọn thử cái này đi. Rồi mình lại chèn một cái nội dung nào đó vào đây, ví dụ như là sở thích của mình. Thế giới. Tắt cái này đi đã. Đây là cái cabin. Rồi, mình điền cái văn bản vào đây. Sở thích của mình là khám phá thế giới và giao lưu học hỏi. Rồi, lại thay đổi một kiểu chữ cho nó sinh động. Đó, và tương tự như thế lại tiếp tục thêm một cái cảnh nữa. Rồi, lại chọn việc, mọi việc nó rất là dễ, bạn chỉ việc chọn thôi. Ở đây cũng có những cái để bạn chọn đây, hoặc là bạn upload lên. Đây là sở thích những cái này. Đây ví dụ mình chọn cái này thì nó đây bối cảnh của nó trông nó khác, để chèn cái logo và hình ảnh. Còn cái này thì nó có nhiều cái hoạt hình hơn. Ví dụ mình lại chọn, đây mình sẽ chọn một cái này để hướng dẫn mọi người cách chèn cái bức ảnh của chính mình vào trong. Đây, ví dụ mình chọn cái cảnh này chẳng hạn. Thì ở đây, ví dụ như thế này, mình có thể chèn cái bức ảnh của chính mình. Đây, mình có thể upload một cái bức ảnh của chính mình. Thì ở đây mình có thể tìm cái bức ảnh đó ở trong cái máy tính của mình, hoặc là Facebook, hoặc là các cái trang mạng khác, để, hoặc là chụp một bức ảnh. Đây mình sẽ tìm nó trong máy tính đi. Mình sẽ có. Nó hơi chậm một chút. Mình thử tìm một cái ảnh của mình, không biết là mình có ảnh ở đây không, ảnh chân dung chẳng hạn. Đây, ví dụ đây mình tìm một cái bức ảnh này, chèn vào. Nó đang lát. Bạn cũng có thể chỉnh sửa cái bức ảnh này, đây cũng có thể để dưới dạng ảnh, dưới dạng hình tròn này, hoặc là cắt xén bức ảnh. Chờ một chút để nó tải lên. Rồi. Tương tự như vậy thì bạn sẽ cũng làm như vậy đối với lại các cái cảnh khác.
bạn có thể thêm được nhiều cảnh nữa. Ngoài ra thì ở đây nếu những cái cảnh mà bạn đã làm rồi mà bạn không thích thì bạn cũng có thể là xóa luôn đi bằng cách ấn vào cái mũi tên đi lên. Nó có thể là nhân đôi cái cảnh đó, có thể là xóa, có thể là chèn thêm cảnh này, có thể thích cái số đấy, cái này nhân đôi xóa. Thì ngoài ra thì bạn cũng có thể là di chuyển những cái cảnh này đấy, di chuyển vị trí bằng cách là giữ chuột trái và di chuyển nó, sắp xếp nó theo một cái vị trí khác đấy, di chuyển các cái vị trí, thay đổi vị trí được và tạo ra thêm nhiều cảnh đấy. Các cái cảnh tạo ra thì mình vừa hướng dẫn rồi. Thì ngoài ra là ở đây bạn cũng sau khi xong rồi thì bạn có thể thêm màu sắc này, bạn có thể chỉnh sửa cái màu sắc này đấy, có nhiều màu để cho bạn chọn. Một cái nữa đó là cái nhạc, ở đây có rất là nhiều nhạc người ta có sẵn, bạn có thể là nghe và chọn một cái nhạc nghe trước rồi chọn đấy. Nghe thì bạn ấn vào cái biểu tượng tam giác này để nghe, sau đó là chọn cái nhạc mà bạn muốn. Hoặc ngoài ra thì bạn cũng có thể tự upload một cái nhạc mà bạn thích. Bây giờ mình sẽ xem trước cái chỗ preview là để xem trước kết quả. Nếu bạn muốn xem trước thì bạn click vào đây. Thì mình sẽ trở lại cái trong thời gian. Rồi, coi như là bây giờ mình đã làm xong rồi. Thì mình sẽ vào với phần lưu và xem trước. Mình chỉ hướng dẫn các bạn lên, mình chỉ tạo có 3 cảnh thôi. Các cảnh còn lại bạn làm hoàn toàn tương tự. Cái này là phần mềm online, cho nên là mạng của bạn khỏe thì nó sẽ nhanh hơn, mạng của mình yếu nên hơi chậm. Ở cái phần đây bạn cần vào, mình vào cái phần review này để xem trước thì nó sẽ hiện ra như thế này. Mình sẽ ấn vào đây để cho chờ một lúc để nó tạo cái video. Thì cái việc nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào cái video bạn tạo có bao nhiêu cảnh và mạng của bạn nữa. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi nên là mình chỉ tạo có 3 cảnh cho nhanh, nhưng mà vì cái internet này mình nó đang chậm nên là hơi lâu, chờ một chút để tạo. Vậy là sau khi tạo xong thì bạn có thể chia sẻ nó trên các cái trang mạng xã hội. Ở đây trong quá trình chờ đợi thì mình cũng nói qua chỗ này bạn có thể nâng cấp. Thì cái phần mềm này muốn sử dụng được nhiều hơn thì tất nhiên là bạn phải trả phí. Vậy bạn có thể xem được cái video mà mình vừa tạo đây. Mình chỉ tạo ra đây, kiểu như thế. Rồi, thì ở đây bạn có thể nâng cấp để download này, hoặc là đây, để xuất bản video thì bạn vào đây. Thì bạn có thể đây tiêu đề, phần này là phần mô tả thêm, bạn có thể mô tả thêm ở phần này đây, chỉnh sửa video này. Rồi ở đây cũng lấy link video, rồi là nhúng lấy code để nhúng video, rồi có thể chia sẻ lên các cái trang mạng đấy. Để nhúng thì bạn vào đây để lấy cái code, hoặc là ở đây cũng được. Bạn đến chia sẻ thì bạn vào đây. À, muốn chia sẻ lên Facebook thì bạn chỉ cần ấn vào đây là được. Ngoài ra mình muốn chia sẻ lên các trang mạng khác
như là Zalo hay là Skype để bạn lấy cái link của nó, hoặc là bạn lấy cái mã code này gì dán nó vào thôi. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn tạo ra được những video rất là sinh động và nhanh.